Đà Phật xin cùng hình đại chúng chắp tay trang nghiêm hành kính hướng tâm ba ngôi tam bảo đọc kinh sáng tam bảo ba sáng. A Di Đà Phật xin cung hình đại chúng chắp tay trang nghiêm hành kính hướng tâm ba ngôi tam bảo cúi xin đức từ phụ A Di Đà Phật cho phép đệ tử chúng con được phép đứng chiêm ngưỡng đức tượng trang nghiêm quay nghi của đức từ phụ A Di Đà Phật 15 giây. A Di Đà Phật. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cùng chữ về
Long Pháp Bộ Hộ Pháp Hiện Thành. Đệ tử chúng con xin thành tâm thành kính đốt nén tâm hương cùng đèn quả qua nước cùng dường lá ba ngôi tam bảo và văn y lời Đức Phật dạy. Đệ tử chúng con xin thành tâm quyền đem hời má công phu niệm Phật A Di Đà hồi hướng trang nghiêm tây phương Phật tịnh độ. Ngược nguyện tam bảo chúng mình quay thành hộ niệm Bồ Tát Thanh Văn Phạm Phương Đế Thích Tư Hiền Vương chúng hiền long bát bộ hộ pháp hiện thành. Xin đồng thầy chứng minh gia hộ cho người phá công phu niệm Phật A Di Đà của chúng con được thành tựu viên mãn để có chúng Phật đồng đức. Xin hồi hướng nhanh từ thập thứ bảy của hương linh Phật tử nguyện văn tham pháp danh thiện phúc hướng thọ 94 tuổi mất ngày 15 tháng 9 năm quy mão. Hồi hướng đến cho chư vị quán gia trái chủ của nguyện thập tổ của hương linh Phật tử nguyện văn tham pháp danh thiện phúc hưởng thọ 94 tuổi mất ngày 15 tháng 9 năm quý mão. Nguyện A Nương nhận công đức niệm Phật này mà chư vị hướng linh sớm tam mê khai ngộ buông bỏ được dạng duyên một giả trí hành xin niệm dạng đức hồng và A Di Đà Phật sớm nhận ra được ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà Phật hỡi được lòng thành kính nguyện quy y Phật quy pháp quy y tăng nguyện quy y vào ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà nguyện vạn sanh tây phương cực lạc quốc và chúng con xin thành tâm nguyện đem công đức niệm Phật này hồi hướng sâu rộng đem giới chúng sanh trong khắp pháp giới ta cõi hư không xin nguyện cầu kẻ ăn được siêu người dưỡng thanh hơi pháp giới chúng sanh độc sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ah!
Thank you.
Di Đà Phật xin cung kính đại chúng chúng ta đồng quy lên hội. Wow.
mọi hướng công đức niệm Phật này đến cho gia đình Phật tử gia chủ liên trang, cùng với người hạnh quý hộ trong gia đình. Nguyện A Nương nhờ công đức niệm Phật này mà tật bệnh tai được tiêu trừ, hiện các tâm trường phương tri trang nghiêm. Nguyện A Nương nhờ công đức niệm Phật này mà tất cả tiểu nghiệp phát khởi tích tâm, quy hướng về Ba Ngôi Tam Bảo, niệm Phật A Di Đà, hiện tại thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ. Sau khi xả bỏ bao năm này đồng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Hỡi nguyện A, xin hồi hướng công đức lành này đến cho chư vị hương linh công linh hương linh hai nhi và đã đặt chữ hương linh anh hùng chiến sĩ vị quân dân thân đồng bào tư nam hợp nhị đội cô hồn sanh ngộ sát quyền A, cho hương linh tóc xám nay đầu xíu sinh tình đầu phổ nguyện siêu dương hối pháp giới chúng sanh đồng sanh về tịnh ta đầu hoa nam mô A Di Đà Phật. Yeah.
chúc chữ hợp hiền nhân. A Di Đà Phật, tu hành đại